Barcelona triệu hồi Xavi Díaz từ Real Betis. Barcelona đang lên kế hoạch một số thay đổi chiến lược trước mùa giải 2024-2025 với một trung vệ là Xavi Díaz trở về từ Real Betis. Và ở chiều ngược lại, Andreas Christensen hoặc Jules Koundé sẽ ra đi vào mùa hè. Theo Sport, Barca rất ấn tượng với màn trình diễn của cầu thủ 20 tuổi Xavi, đến nỗi họ sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 7 triệu euro của anh vào cuối mùa giải hiện tại. Xavi rời Barcelona vào mùa hè năm ngoái với giá 3,5 triệu euro, nhưng sau đó đã trở thành cầu thủ đá chính thường xuyên dưới thời của Manuel Pellegrini. Một số câu lạc bộ châu Âu đã rất ấn tượng với phong cách của anh ấy. Đó là lý do tại sao Barcelona đang hành động trước khi Real Betis có cơ hội để anh ấy ra đi cho bất kỳ một ai khác. Quan trọng hơn cả đối với Barcelona, đó là Xavi rất phù hợp với cơ cấu lương được đề xuất và giảm cho mùa giải tới. Bây giờ họ chỉ cần đảm bảo rằng có thể chia tay một trong những người từ Christensen, Koundé hoặc Eric Garcia để tạo ra không gian cần thiết trong ngân sách. Varane trở lại ấn tượng chứng tỏ Ten Hag đã sai lầm. Varane đã chơi rất hay trong chuyến làm khách ở Anfield trước Liverpool và nói như một lời chế giễu vài Erik Ten Hag cho anh ngồi dự bị trong quãng thời gian vừa qua. Vào sáng thứ năm, Bill cho biết Real Madrid rất quan tâm đến việc tái ký hợp đồng với Rafael Varane do mất mát một trung vệ thứ hai vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối khi David Alaba vừa mới gia nhập, còn Eder Militao ở ngoài sân với chấn thương đến hết mùa giải. Nếu Real Madrid thậm chí có một chút quan tâm đến việc đem ngôi sao người Pháp trở lại Santiago Bernabeu, Varane và người đại diện của anh cần làm mọi thứ để có thể thực hiện điều đó. Nếu ai đó cần nhắc nhở, Varane đã đến thủ đô Tây Ban Nha vào năm 2011 với tư cách là một cậu thiếu niên chưa được chứng minh. Anh đã ra đi như một huyền thoại, đã giành tất cả những gì có thể giành được ở mức độ câu lạc bộ và hình thành một trong những cặp trung vệ xuất sắc nhất cùng với Sergio Ramos. Tuy nhiên tại Old Trafford, anh hiện đang vào và ra khỏi đội, thường bị đội hình dù bị thay thế bởi Harry Maguire, John Evans, sự xúc phạm tối đa đối với bất kỳ một trung vệ nào. Và là một minh chứng cho quyết định tồi tệ của Erik Ten Hag, người rõ ràng đang sống trên thời gian cho mượn của mình khi làm huấn luyện viên tại Manchester United. Mặc dù có phong độ tuyệt vời trong suốt hành trình của đội tuyển Pháp tới trận chung kết World Cup năm ngoái, Varane đã tuyên bố giải nghệ đội tuyển quốc gia vào tháng 2 vì anh cảm thấy đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Đỉnh cao nhất của bóng đá giống như một chiếc máy giặt, bạn chơi mãi và không bao giờ dừng lại, anh giải thích. Hiện tại tôi cảm như đang bị nghẹt thở và cảm giác như cầu thủ đang nuốt chửng người. Do đó anh cảm thấy bắt buộc phải giảm sự căng thẳng tinh thần và thể chất do lịch trình ngày càng bận rộn. Tuy nhiên cuối cùng anh không cần phải làm vậy. Varane đã có đủ thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi trong mùa giải năm nay, mặc dù không phải là do lựa chọn của anh. Varane bắt đầu mùa giải với vai trò trung vệ chính của Manchester United, điều không khó hiểu khi anh đã đóng góp vào việc câu lạc bộ kết thúc ở vị trí thứ 3 mùa giải trước. Thậm chí có thông tin cho rằng anh sẽ kế vị Harry Maguire làm đội trưởng, với Maguire có vẻ như sẽ rời Old Trafford vào mùa hè. Tuy nhiên sau khi vắng mặt trong 3 trận đấu vì chấn thương vào tháng 9, trong đó United thua cả 3 trận và để lọt lưới 10 bàn, Varane bị đẩy xuống vị trí dự bị đáng kinh ngạc. Mặc dù tiếp tục ra sân ở UEFA Champions League, cầu thủ người Pháp chỉ được thi đấu 18 phút trong Premier League từ tháng 10 đến giữa tháng 12. Có rất nhiều thông tin đồn đại về mối bất hòa giữa cầu thủ và huấn luyện viên. Tin đồn rằng việc giáng chức kỳ lạ của Varane là một trong lý do khiến phòng thay đồ của Manchester United bắt đầu cảm thấy mất niềm tin vào Erik ten Hag. Tuy nhiên vị chiến lược gia người Hà Lan khẳng định không có sự cãi vã nào xảy ra. Ông tóm tắt ngắn gọn trước trận đấu Premier League với Manchester City vào tháng 10 rằng đó chỉ là một vấn đề chiến thuật. Được cho rằng là Erik ten Hag cảm thấy Varane không đủ khả năng chuyền bóng bằng chân để đá ở vị trí trung vệ lệch trái, và cả Victor Lindelof và John Evans được cho là sự thay thế tốt hơn với trường hợp của Lisandro Martinez bị chấn thương, mặc dù cả hai cầu thủ này đều không ưa dùng chân trái, đặc biệt là khi Luke Shaw cũng không thể ra sân trong một khoảng thời gian đáng kể. Varane trong thực tế tự mình phải cạnh tranh một vị trí xuất phát với Harry Maguire ở vị trí trung vệ lệch phải, và Erik ten Hag giải thích khi bạn phải quyết định giữa hai cầu thủ xuất sắc Varane và Maguire thì bạn phải đưa ra một lựa chọn. Ten Hag đã chọn Maguire, người đã trở lại với phong độ tương đối tốt như đã được khẳng định bằng việc anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của tháng 11. Nếu có bầu chọn dựa trên sự gồng cảm thì đó là một ví dụ. Nhưng người Anh thường mắc sai lầm và không bao giờ sánh bằng Varane. Việc anh được chọn trước nhà vô địch World Cup là điều đáng kinh ngạc và trở nên hoàn toàn lố bịch tại Anfield vào hôm chủ nhật vừa qua. Trong lúc liên kết với Bayern Munich và các câu lạc bộ ở giải vô địch bóng đá Saudi Arabia, Varane đột ngột được đưa vào đội hình xuất phát trong trận đấu quan trọng với Bayern Munich ở UEFA Champions League tuần trước và đã để lại ấn tượng khi Manchester United chiến đấu mạnh mẽ để ngăn chặn Bayern với số lần giải nguy và thắng trong các pha tranh chấp tay đôi nhiều hơn bất kỳ một đồng đội nào. Đáng chú ý, với tỷ lệ hoàn thành đường truyền 93,3%, Varane cũng xuất sắc hơn rất nhiều so với những Johnny Evans 75,9%, người thay thế Harry Maguire bị chấn thương ngay trước giờ nghỉ. Với việc Harry Maguire không để ra sân trong chuyến hành quân đến sân của Liverpool, Varane tiếp tục giữ vị trí chính trong đội hình xuất phát, đồng nghĩa anh có trận đấu ở Premier League đầu tiên kể từ tháng 9. Màn trình diễn của United có thể đã chia rẽ ý kiến của các nhà phê bình.
thiếu tham vọng trong chiến thuật của họ chắc chắn là nguồn gốc gây ra sự thất vọng đối với Liverpool. Nhưng ai xem trận đấu chán trường này cũng đồng ý một điều, Varane đã đóng một vai trò quan trọng trong màn trình diễn phòng ngự tốt nhất của Man United kể từ đầu mùa giải năm nay. Erik ten Hag không muốn nói nhiều về màn trình diễn của Varane trong cuộc họp báo sau trận và chỉ cho biết: "Chúng ta đã thấy anh ta có khả năng và đã có nhiều màn trình diễn như vậy. Tôi nghĩ anh ấy đã làm rất tốt, cũng như cả đội, và trong đối tác của anh là Johnny Evans, họ đã dẫn dắt đội từ phía sau." Tuy nhiên, trong việc giải thích việc triệu tập Varane trước trận đấu với Bayern Munich, huấn luyện viên đã nói với BT Sport: "Bạn thấy được chất lượng của anh ấy, đặc biệt là trong trận gặp Bayern, chúng ta cần phải phòng ngự rất mạnh mẽ, và như chúng ta đều biết, anh ấy là một hậu vệ rất mạnh mẽ." Tuy nhiên, những câu hỏi được đặt ra là tại sao một huấn luyện viên đang gặp áp lực và đối mặt với khủng hoảng chấn thương lại quyết định không để một hậu vệ mạnh mẽ như vậy trong đội hình, chưa kể đến việc loại bỏ anh ấy khỏi đội hình xuất phát. Điều này hoàn toàn không có lý. Thực tế là cách xử lý của Erik ten Hag đối với Varane không ngạc nhiên, vì nó hoàn toàn phù hợp với cách tiếp cận lộn xộn của ông đối với bất kỳ một sự lựa chọn nào trong đội hình của mùa giải năm nay. Đừng quên rằng ông muốn bán cả Maguire và Scott McTominay trong mùa hè, nhưng cả hai hiện trở thành trụ cột trong đội hình xuất phát của ông. Điều này thể hiện một tuyệt vọng và mất niềm tin hoàn toàn. Một huấn luyện viên đã thay đổi đội hình, hy vọng tìm thấy công thức chiến thắng. Một nhà vô địch khiêm tốn như Varane được các đồng đội kính trọng vì tinh thần chiến thắng và kỹ năng lãnh đạo im lặng, thì anh xứng đáng được nhiều hơn thế. Nếu có bất kỳ một cơ hội nào để trở lại Bernabeu, anh ấy phải nắm lấy nó. Virgil van Dijk khẳng định tham vọng của Liverpool. Mirror dẫn lại chia sẻ của trung vệ người Hà Lan trước cuộc đối đầu giữa Liverpool và Burnley tuần này: "Liverpool có sự hồi sinh mạnh mẽ mùa giải năm nay. Sau 17 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal 1 điểm. Chuỗi trận thuyết phục thời gian qua càng củng cố niềm tin nơi các cổ động viên." Mirror dẫn lại chia sẻ của người đội trưởng Virgil van Dijk trước cuộc chạm trán giữa Liverpool và Burnley: "Duy trì sự ổn định là điều khó khăn nhất trong bóng đá. Chúng ta đang ở quãng thời gian tháng 12, vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước. Liverpool vẫn phải duy trì sự ổn định, tiếp tục tiến lên. Sự ổn định sẽ mang lại đến thành công cho chúng tôi. Bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra. Đây không phải là một thời điểm quyết định đến cuộc đua với địch. Tháng 2, tháng 3, chúng ta sẽ biết được đội bóng nào đang cạnh tranh danh hiệu. Liverpool phải đảm bảo duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng. Chúng tôi có đủ phẩm chất để làm được điều đó. Liverpool phải tiếp tục nỗ lực giành chiến thắng." Liverpool có cơ hội xoán ngôi số 1 của Arsenal nếu đánh bại Burnley, đồng thời pháo thủ có kết quả hòa hoặc thất bại trước West Ham United